Ba chắc sủ gì? Đó gì? Hả? Nhá. Không nhá, sao lại? Thôi, không cần đâu. Thì sao mình kia em lấy cho một cái. Tí ăn trưa xong mà tranh thủ đi một tí nhỉ. Cú cu quá. Cú. Ui, cá nha. Mà chết, chết như mà. Nhưng chân thao yếu khó khăn nha được. Mặc áo đen, quần đen. Đội quả mũ đen nữa là giống đi ăn cố hơn đấy nhỉ. Đấy, xe anh không cần chìa khóa hả? Xe không cần chìa khóa đi à? Quá nổ phát là đi luôn, đi luôn. Đi làm mạng nhá. Ê giời. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Tam Giác Mạch. Trọng xin chúc quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Và trong ngày hôm nay thì Trọng cùng với anh Mua sẽ tới nhà anh Limi Xá để giúp anh Limi Xá chát nhà. Và xin mời tất cả mọi người dõi theo hành trình của anh em mình tới nhà anh Limi Xá. Chết máy à? Thôi đi bộ đi đi nhỉ. Đi bộ đi nhỉ. Sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Một tí thôi. Một tí. Thế đi xe đi. Thế xe đi nó nhanh. Ở kia đấy.
Dùng quá. Dùng á. Có đẹp không? Đẹp hơn nhà anh ấy, hay là sợ? Anh cứ ngồi uống nước thôi. Đầu hâu đê trước nha. Đây. Có nước không anh Sáng? Có. Đâu? Đấy à, anh cho mang cái kia sao cũng được. À mua có cơ sở. Hả? Chua. Cơ sở. Nó dùng mà. Nó dùng xưa. Dùng nhiêu xưa. Dùng nhiêu xưa chứ. Bỏ đi, tốt á. Nó dùng inung oli chèo. Điều inung oli chèo mà, hả dịch ta, cô à. Cô chá mà, hả mà, ôi ôi, chú chân ư. Sài cái sài không thể hết rồi. Không thể hết hết. Sài sài. Nghe hảo tên chứ cho sài đến mà chỉ bao hải á. Sài bắt tay nhớ chị. Mày là cao không cùng. Đấy anh cho về đây đây xem à. Hả? Về đây xem à. Vậy đó. Làm cũng được đỉnh thế nhỉ. Vẫn cũng được mà. Đấy được. Không phải đi chợ đâu. Bát đi. Có không? À không có rồi. Bát một cái anh thôi. Anh phải đi tìm bát đấy chứ. Uống xong quay thôi nhỉ. Xong rồi anh em mình lại tiếp tục làm việc nhỉ. Vâng. Là cái này là biết ít thôi. Bình thường. Ba ông gặp nhau cũng phải hợp nhau đấy. Vâng. Anh mua rồi. À cho rồi. Xá này. Xá nữa. Ừ. Cho này. Khi nào thấy nhau là cứ vôi lên là được. Sáng nay anh mua bảo sang giúp anh không biết đường nên bảo em đi dẫn đường về đây. À. Biết đi. Cao quá nhỉ? Cao quá. Cao gì đi. Anh mua làm được không? Làm được không? Ừ. Anh chát được không? Cha còn được. Không được. Phụ thì vẫn làm được chứ. Không biết cha rồi. Phụ vẫn làm được. Ừ. Sexo này vẫn làm được. Chưa. Chưa đi đảo bữa bao giờ. Ừ. Anh đùa em rồi. Lại bị lừa rồi. Bị lừa rồi. Cũng được đỉnh thế nhỉ. Vẫn cũng được mà. Đấy được. Không phải đi chợ đâu. Bà đi. Có không? À không có rồi. Bát một cái anh thôi. Anh phải đi tìm bát đấy chứ. Uống xong quay thôi nhỉ. Xong rồi anh em mình lại tiếp tục làm việc nhỉ. Vâng. Là cái này là biết ít thôi. Bình thường. Ba ông gặp nhau cũng phải hợp nhau đấy. Vâng. Anh mua rồi. À cho rồi. Xá này. Xá nữa. Cho này. Khi nào thấy nhau là cứ vôi lên là được. Sáng nay anh mua bảo sang giúp anh không biết đường nên bảo em đi dẫn đường về đây. À, biết đi. Cao quá nhỉ? Cao quá. Cao gì đi. Anh mua làm được không? Làm được không? Ừ. Anh chát được không? Chát còn được. Không được. Phụ thì vẫn làm được chứ. Không biết cha rồi. Phụ vẫn làm được. Sexo này phụ vẫn làm được. Chỉ tôi mà. Mười phương à? Không biết làm. Mùi chát tương. Chỉ sợ. Ôm mà. Nó bay kìa. Cho nên ua từ. Hả? Ua từ. Chị ua này. Dạ sư lộ. Dạ ư, cho đánh lên nó liệt đấy. Ô lấy xốp đi, thế kia xốp gấy hết đấy. Chứ hỏng ấy. Lấy cái bàn xoa vết này. Bàn xuân, hai con là đơn. Làm nhanh cho này. Hai cái đơn. Hả? Ít
À chô với à được ấy. Làm sao? Lúc mà à chô lúc mà à được. Ăn được là được. Chưa đấy. Chào các bạn nhé, quả áo đây bệnh hết rồi. Đâu, bẩn chỗ nào? Đấy, hết rồi, bệnh hết rồi. Anh đeo ủng bẩn chỗ nào? Bệnh quả áo đấy. Bẩn cho mình mày giặt tiếp nữa. Rồi. Chi nhá. Xin chào các bạn nhá. Đi rồi, cười nhá. Cầm bão đây, cầm bão không thấy. Cầm bão nhau thế nhỉ? Phải ạ. Vài lắm. Chào các bác. Nhà một cái cốc bơ thì lại nó rồi nhá. Đúng rồi, cái nhà được được. Vậy phương xỉ ra cũng qua kêu đâu. Anh mua chát được không? Không biết chát. Biết chát chứ. Anh làm mình khổng hết được đường rồi. À cho hôm nay làm việc rất vất vả. Cười rất tươi và rất mệt. Mà mất tội là hơi nhớt bố mẹ một ít. Đấy. Còn nữa. Anh mua có vẻ biết đảo hơn là anh cho. Gần trưa rồi, chỉ bị nấu cơm rồi đấy. Ở đây con má. À cho. Gần vui nấu cơm. Con đi mua đâu mà ơi. Cái cục to to đây. Chia nhà nhà luôn. Nhau quá. Có lo. Như này đó. Ô. Thế này kiểu như là không hay mấy. Đấy, phải đảo vữa như anh mua này mới gọi là đảo vữa. Đống này sắp hết rồi đấy. Toàn chở như cọc đi điên. Xanh lý không? Đây. Cho nên lêu hay. Cảm ơn người lớn. Mặt trời. Xanh nhà hai đứa. Làm cùng làm đứa chứ. Đấy. Phải cùng làm chứ. Cùng nhỏ cùng bư. Rồi chi cho nó. Thầy đi chi cho ơ. Phải chứ. Chi cho. Là sao không phải? Sao nó trong nước vào đây. Chết đánh thuốc mà. Làm hết cái. Mẹ làm đắng lắm. Nó lâu dần lại kiếm rong nữa. Gì hả làm đấy. Làm sao ư? Làm thì xuống vào xe rồi đẩy đi thôi. Ờ đây. Xuống vào xe rồi. Máy bay xe rồi. Đâu? Máy bay ở đâu? Có cái máy bay nào? Chứ. Không phải à? Đây này. Cào cho nước vào dưới xong tí cào đi nó mới đấy không thì bên dưới cứng mẹ rồi. Bây giờ làm luôn mà. Làm luôn một tí này thôi. Mày lấy bay xoa của anh đi bắt đầu rồi. Bay xoa cho mày. Có đâu đâu mua. Lắc. Lắc vào bây giờ. Chú đi mà. Mò đâu, mò đâu. Dưới này cũng dày mà nhỉ. Phải mà. Cột trà lửa cho. Đứng lên, đứng. Dựng nó lên mà lên đi được. Ờ.
một tí. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nàng kinh, nàng kinh, nàng kinh. Mày đứng ở cái cầu thang xong là cho ăn vô. Ăn cho ăn vô. Được rồi. Tụt bệnh. Bệnh tổ quá kìa. Bà ăn cho lấy cái xẻn vào đây xong. Anh chơi. Do xẻn lộ. Do mà. À mua mà xuống đi mà mua bò mà mua nhẹ tàu đó nó. Tàu có chúng từ bùa rất là tàu từ tàu. Mua ăn tàu tú nhiêu chưa? Hả? Mua ăn tàu tú nhiêu? Cái lấy gì? Tàu tú nhiêu. Ở tàu mà. Mua tàu mới nhỏ chỉ tàu. Tàu nhiêu cá mua. Giờ cho. Ít từ giấy từ chế tụ. Ít giấy chế tụ. Ít từ giấy từ chế tụ. Kìa. Rồi, tôi sắp tổng hợp. Ây à. Con đi mà mê mê chứ, mà mà quá. Quả mú của anh cho hơi bụi rồi đấy. Đấy, mưa về ơi. Giặt quà bị. Thấy nhầm ngân. Một tuần rồi còn chưa giặt đâu. Đây, ngủ nha. Xì nha. Xin cái gì? Xin chào các bác ơi. Ây da, xin chào các bác. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Xin chưa biết hả? Cái này đây được là nghỉ đường rồi. Cái gì? Là cái này hết là nghỉ đường rồi. Mình nấu cơm ăn. Đấy, nấu cơm chứ. Một xu nó. Vâng. Cái à? Không có thì thôi. Đây này có chia rau mà có rau ăn được đùa rồi. Là cái này nó cây chưa? Hả? Rồi chị cho. Phải chứ. Chị một cây nó ô hồ lùi thì tao á. Mày làm đây này được mày chạy. Đó là không có thì ăn được mày đi không được rồi. Mình ăn rau cải. Ăn rau cải làm canh chan để mén ơi. Của làm không phải này có ít thôi lại xẻn về đây được. Hơi hẹp. Nếu ta không có vớt hay cân lắm thì đi. Mẹ thì cũng ơn lý cửa của những người bất cứ đơn nữa. Nước à? Rồi. Rồi chị. Nước. Đưa đó. Yes sir. Yes sir là cái gì? Phải. Làm được à? À. Anh còn học cả tiếng Anh nữa. Ít thôi. Phải biết nhiều đâu. Biết ít và biết đâu cả hai tiếng cái Anh. Chữ nữa. Biết nhiều đâu.
Để anh mua mấy nào? Hả? Để anh mua nói em mà. Không biết. Mày lại phát tiếng Trung Quốc với các bác đi. Ôi, phải Việt Nam là mấy bác cái gì? Các bác phải to chứ. Không phải Hồng Kông thôi. Người tải Việt Nam không phải Trung Quốc. Hồng Kông này không phải đâu. Đúng rồi, bán đầu làm từ từ được hết rồi. Rồi liền. Đấy, đau lắm. Cái này kế và số. Con méo. Cú hanh à. Phải rồi. Nặng quá. 34 đi. 34 độ. Đầu sau. Chẳng phải ô xá. Chẳng xe tô. Xe tô. Chưa có bà. Có bà ơi, chỉ có hết đâu. Đúng anh à, anh mua phụ hồ nó phải khác hơn một tí. Phẳng nhà anh cho nhỉ? Ừ. Anh mua nhỉ? Hả? Phẳng không? Tường phẳng đít nhỉ? Cái này mình cũng làm được nhỉ? Học thì mình vẫn làm được. Vâng. Đơn giản thôi. Mai có việc gì lại bảo anh Xá sang giúp. Yeah. Yeah, nhà hàng xóm thì cộng nhau thôi. Yeah. Nhưng mà hơi không biết đường đấy. Không biết đường thì bảo anh mua về đón. Khi nào cần việc gì làm thì. Nhưng mà lại không có số điện thoại của anh mua cơ. Tí phải lấy luôn chứ. Đúng rồi, nhà nấu cơm phải lấy luôn chứ. Ra một tí nữa. Mày má mù à? Cho ra một tí nữa. Ồ rồi. Đau lọt, đau lọt. Dùng dùng á. Dùng á. Dùng dùng. Dùng xưa, một tầng dùng á. Hey.